tiếp tục với bóng đá nhi đồng tranh cúp STV 2023 nhé anh em. Đây là loạt trận diễn ra vào chiều nay, ngày thi đấu đầu tiên của giải ngày 17 tháng 6. Nếu như buổi sáng thì chúng ta thấy là nắng ấm áp, thời tiết rất là phù hợp, thì chiều nay trước khi trận đấu loạt trận buổi chiều diễn ra thì trời đã mưa, và hiện nay chúng ta thấy là hiện nay vẫn còn rã rít. Tuy nhiên trên sân thì chúng ta thấy là các bạn thấy là các cầu thủ trẻ, các cầu thủ nhí vẫn đang hào hứng với trái bóng tròn, và trời mưa sân trơn chúng ta vừa thấy một vài động tác cười cùng các em trượt chân té ngã. Rất may là trong cú trượt chân vừa rồi thì thủ môn đã không để lọt lưới. Trận đấu mà chúng ta đang xem là giữa Cù Lao Dung 1 và Thạnh Trị 1. Tỷ số hiện nay đang ở hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ Thạnh Trị đã tỏ ra vượt trội, dẫn trước Cù Lao Dung 1 với tỷ số 4-0. Ở sân số 2, hiện nay thì mưa vẫn đang nặng hạt cho nên Quốc Khởi không thể di chuyển qua sân số 2 được. Quốc Khởi xin thông tin đến anh em mình ở sân số 2, Long Phú 1 và Châu Thành 2. Thì hiện nay Long Phú 1 cũng trong hiệp 1 đang dẫn trước Châu Thành 2 với tỷ số là 3-0. Trong trận đấu này thì chúng ta thấy các cầu thủ Thạnh Trị trong trang phục màu xanh, còn các cầu thủ Cù Lao Dung 1 thì trong trang phục màu vàng. Các cầu thủ Thạnh Trị có thể hình có thể nói là không thể so được với Cù Lao Dung, nhưng các em có kỹ thuật tốt. Và một tình huống nữa, vừa bóng vừa trôi qua ngang khung thành, các cầu thủ Thanh Trị với dốc dáng nhỏ nhắn, tuy nhiên các em thi đấu rất là tốt, đặc biệt là cầu thủ số 10 đang có bóng, em có kỹ thuật cá nhân khá là tốt. Tuy nhiên trước hậu vệ có tầm vóc hơn mình thì vừa rồi em đã không thể tận dụng được. Quốc Khởi xin nhắc lại là đây là trận đấu đầu tiên ở buổi chiều của ngày thi đấu đầu tiên giải bóng đá nhi đồng trên cúp STV 2023. Trận đấu giữa Thạnh Trị 1 và Cù Lao Dung 1. Thạnh Trị 1 thì trong trang phục màu xanh đen, còn các em đến từ huyện Cù Lao Dung thì trong trang phục áo màu vàng, quần xanh. Tỷ số ở hiệp thi đấu này chưa hết hiệp 1 thì các cầu thủ Thạnh Trị đã dẫn trước 4-0. Tiếp tục là các cầu thủ Thạnh Trị số 10 sẽ có một quả phạt góc. Và ở sân bên kia thì Long Phú 1 và Châu Thành 2. Long Phú 1 đang dẫn trước Châu Thành 2 với tỷ số 3-0. Thời tiết vẫn còn đang mưa khá là nặng hạt, tuy nhiên vẫn không ngăn được niềm đam mê của các cầu thủ uống nhí chúng ta. Trời mưa thì các em thi đấu mát mẻ hơn, tuy nhiên sân trơn bóng ướt. Như vậy là kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ Thạnh Trị đang dẫn trước Cù Lao Dung 1 với tỷ số là 4-0. Đây là các cầu thủ nhí của Cù Lao Dung. Thì mỗi quyền thị đến với giải của chúng ta là hai đội. Buổi sáng thì Cù Lao Dung 2 đã giành một chiến thắng rất là quan trọng, một chiến thắng kịch tính trước thành phố Sóc Trăng. Tuy nhiên ở buổi chiều này, đại diện còn lại của Cù Lao Dung là Cù Lao Dung 1 đang bị Thạnh Trị 1 dẫn khoảng cách là khá là xa. Hết kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì các em đang bị dẫn trước với tỷ số là 4-0. Và chúng ta cùng chờ xem trong hiệp thi đấu thứ hai thì diễn ra như thế nào. Rất là khó. Trời hiện nay vẫn còn mưa. Ngoài các chỉ đạo viên, huấn luyện viên, cha mẹ thầy cô đang sát cánh cùng với các em ở khu vực kỹ thuật cũng như là sân thi đấu hai đường biên, thì chúng ta thấy trong căng tin của sân bóng cũng có rất đông phụ huynh khán giả cũng đang xem các em tranh tài. Đây là ngày thi đấu đầu tiên. Còn đây là các cầu thủ nhí của Thạnh Trị. Các em vừa có một hiệp đấu tuyệt vời, vóc dáng nhỏ nhắn, tuy nhiên phối hợp đồng đội và đặc biệt là kỹ thuật cá nhân tốt đã giúp cho các em vượt trội so với đội bóng đến từ Cù Lao Dung. 4-0 là tỷ số hiệp 1.
ở trận thi đấu bên kia thì giữa hai đội là Long Phú 1 và Châu Thành 2. Hiện nay thì Long Phú 1 đang tạm thời dẫn trước với tỷ số là 3-0. Long Phú 1 tức là đội đến từ xã Trường Khánh, đây là một trong những đội đã thể hiện được sự vượt trội của mình ở những mùa giải năm trước. Tuy nhiên đối với bóng đá nhi đồng thì gần như là một mùa giải là một đội hình khác nhau, bởi các em thường là các em lớp 5, qua năm sau thì các em lên lớp 6 thì các em không được tham dự giải này nữa, cho nên rất ít những cầu thủ có thể tham gia được 2 hoặc 3 mùa bóng. Cũng có những trường hợp là các em chỉ lớp 3, lớp 4 thôi vẫn được tuyển vào, nhưng đó là rất là cá biệt, rất là đặc biệt, đó là những cầu thủ rất là tài năng. Còn phần lớn đều là các cầu thủ lớp 5 và các em tham gia thì năm sau các em lên lớp 6. Cho nên Trường Khánh 2 năm về trước có thể là vô địch, nhưng mà năm nay thì chưa biết như thế nào, chúng ta phải cùng chờ xem.